Ủa, cái muỗng đâu ta? Thôi còn không thấy cái muỗng Hư á. Gì đâu, chính là mà Hư không thấy cái muỗng Hư luôn á. Chờ ăn xong hả, gần cả buổi trời mới nhớ cái vụ quay phim làm kỷ niệm mọi người ơi. Hôm nay là Hư nấu nhiều món lắm nha, nấu 3 món nha. Cái món nấm rơm này là hả, hết trong vòng nửa nốt nhạc. Mình quên một điều là em gái mình với lại cháu mình cũng ăn nấm rơm kho. Mà mình hôm nay mình dự định là mình mua cái món này là kho, thì mình tính là em gái út của mình qua chơi rồi sẽ ăn. Ai ngờ không qua, cho nên hả chun với lại với ha, mẹ Thi hả hốt hết. Em miếng nha. Mà làm món này đâu có khó đâu. Rửa nấm rơm bỏ vô trong chén, cắt hành bỏ vô, bỏ một tí muối, tí bột niêm trộn lên, lắc lên, xong kèo dầu đổ vô. Đó, vậy thôi á. Món hiền ai cũng khói ăn. Rồi canh là canh rau dền, củ dền với lại cà rốt, cá sốt kè chua. Thật sự là cho tới ngày mà Thi qua đây ở mới Hư mới phát hiện một điều là Hư vẫn còn kỹ năng nấu nướng thôi. Cái Hư ở mình Hư á, Hư nấu Hư dồn mấy nay là Hư ngày là Hư biết là được cái vụ nấu một lò nướng á. Hư cứ dồn hết vô trong cái thố nhựa, cái thố miễn, xong Hư bỏ lò nướng, Hư nướng lên nấu nhanh. Xương giỏi ghê, lấy xương mình dĩa gì thôi bỏ. Chứng tỏ con là một người rất quy củ. Xương mình tự lấy nắm vô ăn. Bữa Hương nấu cái món gà bữa đầu tiên á, cứ nghĩ bụng hồi nãy bữa nào Hư cũng mua dư kẹo cái xong Hư đem mua cho con bé An. Hư quá nha, thời gian sau này hả Hư thích dạng như là hả kiểu như nấu á, mình mà thích ai á, cái mình nấu cái gì mình đem lại cho người ta, chứ nó cho người ta đỡ nấu cơm á. Hư thấy nó còn có ý nghĩa hơn là hả Hư mua này mua kia, đúng không Hư? Mà ví dụ mua bằng tiền bạc tặng quà chợ biết bao nhiêu là đủ, đúng không? Thường mà Hư bệnh Hư cũng thích đó hả, ai nấu gì đem cho Hư. Coi như ngày đó Hư khỏi nấu cơm. Ăn xong nữa ăn hết miếng canh nha bé. Ăn củ có nhiều vitamin mới sức khỏe nha. Hư biết là tôi không thích ăn hành nha, nhưng mà này hả Hư bỏ con miếng, không bỏ vô nhìn cái màu nó không có đẹp. Ăn giỏi quá. Mấy mốt chứ lại đồ nấu quá. Thôi Hư ăn nhiều rồi, cứ ăn ơi. Để Hư ăn nấm cơm, Hư bắt Hư ăn cá, đừng Hư ăn nấm cơm hay gì. Bở Hư nói đồ ăn mà ít cứ nhường qua nhường lại là vậy. Không, Hư cũng ăn nhiều cá rồi. Nấu ăn cho nó vừa đủ thôi chứ ít gì. Vậy là được rồi. Ăn vừa đủ nó no, nó ngon. Ăn nhiều quá cái phải cố ăn, cái bụng nó phền ra. Ở trên đây dì Hơi nấu cơm cho ăn sung sướng, ngon quá trời, cái đồ gì. Xong dĩa đầu tiên. Dĩa đầu tiên hả? Rồi dĩa thứ hai. Kìa, bé Jun con ăn ngắm cho hết đi kìa. Cái Hư gặp Tâm cái nó đưa lại cho Hư tiền không, mà lúc mà chưa đưa là Hư vừa qua cái Hư đưa tin nhắn hả, ủa hôm qua phải tao chuyển cho mày không? Cái tháng này tao xui lắm, tao làm gì hả tao cũng sợ hết á, tao sợ mày bị người ta hack á, nhưng mà hả tao hỏi lại thì tao cũng ngại, mà tao suy nghĩ thôi có 400 chuyển đi, lỡ mà
có điện có nhắn tin hỏi thì tao sẽ hỏi mày cái cuối cùng cái nó đưa từ sau cái nên á. Thôi vậy mốt tao có mượn tao điện thoại cho mày ha, cái hơn đấy. À mày cứ điện thoại cho tao đi. Mà tao được cháu. Điện thoại tao về thử cháu. Thôi đấy, tại tao mà có lỡ mượn ai tao cũng điện thoại thẳng không à. Ngon lắm. Trung tâm nó cho hộp sô cô la. Thì có ăn sô cô la thì để coi sô cô la gì. Em nhà Huy cũng quá trời sô cô la nha. Em mới đem bên Nhật về, em mới về. Nãy là nó kể là nó vừa dắt xe ra xong em nó với lại em dâu nó về nhà. Cái thế phải đứng nói cái gì á. Vậy tao đi sớm một chút là đâu bị. Kiểu như phải đứng chờ đúng giờ. Giỏi quá. Con cá thử đâu có chiên đâu thì. Ủa chứ làm gì? Thử bỏ vô lò nó mềm ghê luôn á. Thử bỏ vô lò nướng thôi. Ừ. Thì sợ chiên lắm, chiên dầu nó dầu mỡ luôn mà. Hôm qua thì biết hả? Thôi nấu ăn xong. Thì chưa bao giờ bỏ cá vô trong nồi chiên không dầu nha, thì không biết là canh như thế nào thì nó tốt á. Hôm nay nè, thử canh nửa tiếng mà cuối cùng 20 phút thử lấy ra. Ừ. Thử để 20 thử để nửa tiếng mà 20 phút mà thử để lửa 190 á. Nhà thì nướng gì nướng chứ chưa nướng cá. Hôm qua Hư biết hả, Hư nấu ăn vậy mà ăn hồi ở chỗ này đi nghe nó rít luôn á, dạng như hơi à. Dầu nữa. Bữa hôm nay Hư bỏ lò nướng rồi xong mà mấy này Hư bỏ lên Hư xào. Này đêm không có tối coi nè. Nên nó nhạt, Hư bỏ lên nấm rơm vô nữa lại vừa luôn á. Ừ. Mới đầu Hư định bỏ nấm rơm vô nấu chung. Thôi. Ý thì nói là cái nấm rơm này nó đang có cái độ mặn nhất định á. Canh nó hơi nhạt thì bỏ vô là ngon rồi. Làm lại rồi. Trời Hư bỏ ít muối thôi. Giỏi quá. Hương của mày giỏi quá đi. Trời ơi, hay cháu của mình không? Cháo của mình ăn ngon lành cành đào luôn ha. Giỏi ghê thôi. Đây mẹ còn giỏi hơn nữa mà không có quay mẹ nè. Mẹ ăn hết một tô canh, trời ơi. Tôi thích cái vị ngọt của củ dền. Ngọt mấy nhẹ nhàng thanh vậy đó. Thôi biết hả? Hồi 3 năm trước chứ Hư về á. Hư bệnh hả? Hư nói thiệt hả? Mấy kết quả mà của Hư á, máu, kiểm soát nhiều máu á. Thiếu máu á, trụ nó sụt chậm chậm luôn á Hư. Thiếu máu hả? Bởi tới bây giờ Hư không biết là do Hư bị kiệt sức hay là Hư bị nhiễm virus hay là cái gì mà nó khiến Hư bị như vậy á. Cái bắt đầu chồng Hư á hả, đi vô siêu thị á, mua củ dền. Lớp thì củ dền nhập khẩu á. Mà đóng gói, hút chân không á, chồng Hư mua về hả, thì luộc Hư ăn á Hư. Đúng rồi ngon. Thường hấp Hư ăn á, đừng cho nó bổ sung chất. Ồ thấy ghê, bỏ Hư nói hả về đây thì ở bển làm gì có nấm rơm về để ăn. Toàn nấm rơm đóng hộp không, ngâm nước muối á. Đi ăn nhiều coi hả, coi có tốt không. Bởi về đây hả mà thấy nó. Thôi cháu mình ăn cơm xong mình cũng ăn sắp xong, giờ cái bàn chống chải nha. Dạ, Hư TV cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị cô bác theo dõi video của Hư TV nha. Xin chào và hẹn gặp lại, bye. Bye.